Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 trang 20-21. Bài 12 tự đánh giá bông hồng thép. Bài tập số 1. Bà Đinh Thị Vân làm nhiệm vụ gì? Khoanh tròn và chữ cái trước các ý đúng. A. Hoạt động bí mật trong vùng địch. B. Hoạt động tình báo trong vùng địch. C. Làm người bán hàng thêu ở Huế. D. Làm người bán hàng rong ở Sài Gòn. Như vậy bà Đinh Thị Vân làm nhiệm vụ đó là hoạt động tình báo trong vùng địch. Như vậy câu số 1 chúng ta sẽ khoanh tròn ý B. Câu 2, bà Đinh Thị Vân đã lập được những chiến công gì? Khoanh tròn và chữ cái trước các ý đúng. A. Bà tham gia hoạt động cách mạng từ nhỏ. B. Bà nhận lệnh vào miền Nam hoạt động bí mật. C. Bà đã xây dựng và điều hành cả một mạng lưới tình báo. D. Bà đã thu thập cung cấp những thông tin tình báo có giá trị cao. Như vậy bà Đinh Thị Vân đã lập được những cái chiến công đó là bà đã xây dựng và điều hành cả một mạng lưới tình báo. Như vậy câu số 2 các em sẽ chọn là đáp án C. Câu 3, em hiểu bông hồng thép trong bài đọc này có nghĩa là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Chiến sĩ tình báo dũng cảm. B. Người phụ nữ dũng cảm. C. Chiến sĩ tình báo tài giỏi. D. Người phụ nữ tài giỏi. Như vậy, trong bài đọc, em hiểu bông hồng thép có nghĩa là người phụ nữ dũng cảm. Như vậy câu 3, các em chọn đáp án là B. Câu 4, bộ phận nào dưới đây là vị ngữ của câu? Những tin tức do bà cung cấp đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Câu A, đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. B, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. C, những tin tức do bà cung cấp. D, cung cấp. Như vậy thì các em hãy xem những cái bộ phận câu ở dưới đây, câu A, câu B và câu C. Các em xem câu nào có cái bộ phận là vị ngữ của câu trên đây. Như vậy chúng ta phân tích những tin tức do bà cung cấp đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thì ở đây những tin tức do bà cung cấp là chủ ngữ, đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là vị ngữ. Như vậy chúng ta sẽ khoanh tròn chữ cái A. Tiếp theo câu số 5, viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về anh hùng Đinh Thị Vân. Như vậy chúng ta sẽ viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của mình về anh hùng Đinh Thị Vân. Ví dụ đoạn văn: tinh thần bất khuất dũng cảm của bà Đinh Thị Vân đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp tục viết nên lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Cảm phục trước tấm gương người phụ nữ anh hùng, chúng em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt hơn nữa để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và tươi đẹp hơn, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Sau khi xem xong các em thấy thích thì chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.